Video sau đây sẽ nói về hồi quy tuyến tính và thực hành hồi quy tuyến tính với phần mềm R. Trong bài này, chúng ta sẽ có những mục tiêu như sau. Thứ nhất, chúng ta có thể vẽ phân tán đồ với package ggplot để chẩn đoán. Trường hợp là phân tán đồ không phải là tuyến tính, trường hợp là có giá trị nằm ngoài hoặc chẩn đoán có hiện tượng heteroscedasticity. Sau đó thì chúng ta sẽ có xây dựng cái hồi quy, phương trình hồi quy và chúng ta sẽ xem kết quả của hồi quy. Chúng ta cũng thảo luận qua về cái hồi quy từng bước hay là step regression và chúng ta đánh giá những mô hình nào là tốt hay chưa tốt bằng R bình phương hiệu chỉnh hay là adjusted R square. Thì các giả định chúng ta có nhiều giả định khác nhau và nhiều tài liệu có thể đưa ra các giả định quan trọng. Tuy nhiên, trong bài này tôi đưa ra bốn giả định được thường là được xem là bốn giả định quan trọng nhất trong hồi quy tuyến tính. Thứ nhất là các biến số được đo lường một cách tin cậy và giả định điều này chúng ta được thực hiện qua phương pháp nghiên cứu đúng đắn. Có ba cái giả định tiếp theo chúng ta phải kiểm tra thực tiễn. Đó là có mối liên hệ tuyến tính giữa biến độc lập và biến phụ thuộc hay không. Thứ hai là có biến số có phân bố bình thường hay không hay có giá trị ngoại lai. Và cuối cùng là phương sai của sai số là như nhau với các giá trị khác nhau của biến số độc lập. Hiện tượng này gọi là homoscedasticity và nếu không có hiện tượng này nó gọi là heteroscedasticity. Và như vậy thì chúng ta sẽ có minh họa như sau. Thứ nhất là cho giả định làm liên quan tuyến tính thì nếu mà chúng ta thấy rằng là trong cái phương trình của chúng ta những cái điểm của chúng ta nó không nằm theo một đường thẳng mà nằm theo một cái đường cong hoặc một hình dạng nào đó thì chúng ta sẽ không sử dụng phương trình hồi quy được. Thứ hai là nếu cái phương trình chúng ta các cái biến số chúng ta phải là biến quan hệ bình thường, nếu có một giá trị ngoại lai tức là outlier thì cái kết quả phương trình chúng ta cũng không chính xác và chúng ta phải loại bỏ các giá trị ngoại lai ra. Và cuối cùng thì khi mà chúng ta vẽ một phương trình thì tất cả các cái điểm phân tán nó phải nằm khoảng cách tương đối đều nhau so với cái đường hồi quy. Trong trường hợp này thì ở giá trị x nhỏ thì nó các cái giá trị của y nó tập trung, nhưng mà khi mà giá trị x lớn thì y không tập trung mà nó phân tán rất nhiều thì hiện tượng này nó là hiện tượng heteroscedasticity. Và như vậy cái hiện tượng này là phương sai của sai số khác nhau giữa các giá trị khác nhau của biến số độc lập và như vậy nó không đáp ứng được giả định, chúng ta cũng phải điều chỉnh. Chúng ta thực hành điều này qua một cái nghiên cứu, đó là chúng ta ước lượng cái tốc độ lọc hồi thật từ creatinine huyết thanh. Và trong nghiên cứu này, người ta xây dựng một cái phương trình tiên đoán mới. Và kết quả phương trình này thì người ta sẽ làm đến một cái thiết kế nghiên cứu của cái GFA, tức là tốc độ lọc hồi thật, với tốc độ thanh thải creatinine, với nồng độ creatinine huyết thanh, và với các biến số về dân số học và lâm sàng của bệnh nhân bị bệnh thận mãn tính. Và trong cái bài tập này thì để cho đơn giản, chúng ta sẽ không hồi quy của GFA theo thanh thải creatinine mà chúng ta hồi quy của GFA theo creatinine huyết thanh mà thôi và các yếu tố khác. Và như vậy thì chúng ta sẽ lần lượt, như trong bài này chúng ta sẽ lần lượt có xây dựng những cái phương trình hồi quy khác nhau. Và nếu chúng ta có cái tốc độ thanh thải creatinine thì chúng ta cũng có thể tiến hành hồi quy tốc độ lọc hồi thật theo độ thanh thải creatinine. Nhưng tôi đã nói lại, hôm nay trong bài tập này chúng ta chỉ hồi quy tốc độ lọc hồi thật theo cái nồng độ huyết thanh của creatinine mà thôi. Tức là thì đầu tiên chúng ta phải sử dụng R và chúng ta đọc mở cái thư viện HashSmith. Chúng ta thiết lập cái thư mục làm việc là D-Data. Sau đó thì chúng ta đọc cái tập tin sử số liệu GFA vào và chúng ta xem head GFR để chúng ta biết được là nó gồm có các biến số gì. Sau đó chúng ta vẽ biểu đồ. Đó là những phần chúng ta làm đầu tiên. Thì như vậy lần lượt chúng ta sẽ làm là đánh lệnh đầu tiên. Tôi cho cái phông chữ lớn hơn một chút. Ví dụ chúng ta sẽ xong cái chữ này. Thì đánh là library Smith. Sau đó thì tôi sẽ set working directory. Và đây 2.data và sau đó thì tôi có thể xem cái tập tin trong cái thư mục này cũng được. Và tiếp theo thì tôi sẽ đọc cái tập tin
bằng cái lệnh là start get. Và trong trường hợp này, giả định tôi sẽ đọc thư mục start get là thư mục là gfr.data. Và tôi xem head gfr.get để tôi coi. Như vậy các biến số nó gồm có biến số về giới là nam hay nữ, độ tuổi, cân nặng theo kilogram, chiều cao cm, creatinine, đó tức là nồng độ creatinine. Chúng ta có GFA, chúng ta có một chia creatinine hay là inverse creatinine, và chúng ta log của GFA, đó là những biến số chúng ta có sẵn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ vẽ cái biểu đồ của GFA vào theo creatinine. Và chẳng hạn chúng ta vẽ như sau, thì chúng ta có thể vẽ biểu đồ thông thường, tức là GFA theo creatinine. Và chúng ta data bằng, thì nó sẽ có graph vô định. Tuy nhiên là để cho thuận lợi thì chúng ta sẽ dùng cái package ggplot. Và như vậy chúng tôi sẽ đánh là library ggplot2. Và bây giờ thì thay vì chúng ta vẽ theo cái GFA theo creatinine theo cái plot, thì tôi vẽ dần cái hàm là ggplot. Thì tôi sẽ dùng hàm ggplot data bằng gfrz. Và chúng ta có các biến số đó. Thì trong hai biến số này chúng ta sẽ có biến số quan trọng nhất, đó là biến số y thì bằng là gfr, biến số x bằng creatinine. Và sau đó thì tôi cộng vào là com point để tôi vẽ được cái đồ thị. Và như vậy ở đây tôi sẽ có cái đồ thị theo cái của GFA theo creatinine bằng cái bằng các cái hàm trong thư viện của ggplot. Tuy nhiên á, là tôi sẽ xem sự xem cái đường hồi quy của chúng ta, nếu tôi hồi quy tuyến tính được hay không, thì nhìn dễ dàng thấy rằng hồi quy tuyến tính không được. Tuy nhiên chúng ta vẽ thử đường hồi quy tuyến tính trong hợp này, thì nó sẽ dùng cái lệnh thêm, tức là chúng ta gọi là start mode. Và chúng ta sẽ là phương pháp, cái hàm của chúng tôi là phương pháp là LM, tức là linear, chúng ta sẽ gọi là linear regression hay là linear model. Và tôi đánh chữ method bằng LM. Và trong trường hợp này, xin lỗi, tôi đánh lại là start mode vào method bằng LM. Tôi đi quên đánh dấu bằng bằng A. Thì như vậy thì tôi sẽ có được cái phương trình, và như vậy là sẽ có một cái hình như ở đây. Và tôi thấy rằng là nếu chúng ta hồi quy tuyến tính thì hoàn toàn không phù hợp. Vậy thì hồi quy tuyến tính theo đường nào phù hợp, thì tôi làm lại. Thì thay vì chúng ta hồi quy theo linear model, thì chúng ta làm theo hồi quy theo local regression hay là hồi quy cục bộ. Thì chúng ta sẽ ra được cái biểu đồ như sau. Đây là cái biểu đồ mà chúng ta có cái hồi quy cục bộ, và đây là cái hình mà chúng ta có được ở trong R. Như vậy thì chúng ta biết được, nếu chúng ta sẽ xây dựng cái mô hình đầu tiên, để tôi xây dựng một cái mô hình hồi quy, LM1 là mô hình số 1, và hồi quy của cái GFA theo creatinine, và chúng ta chọn data bằng GFRZ, thì chúng ta sẽ ra một cái phương trình, chúng ta có một cái mô hình. Và cái mô hình này thì chúng ta hình dung rằng là nó sẽ có các cái giá trị như sau, tức là nó sẽ có cái điểm cắt vào là 82,8, và có các cái hệ số của creatinine là -10. Như vậy cái phương trình của chúng ta đó, nó sẽ theo cái định dạng vào là cái phương trình của chúng ta là creatinine sẽ bằng là 82,8 trừ 10.1 nhân với creatinine. Phương trình này thì nó có cái hằng số là 82,8. Có nghĩa là nếu một người nào creatinine bằng 0 thì người đó sẽ có GFA bằng 82,8. Và cái hệ số là 10.1, có nghĩa là creatinine tăng thêm một đơn vị thì cái GFA giảm đi 10. Thì chúng ta biết rằng cái phương trình này là không đúng. Chúng ta đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta cứ khảo sát
và chúng ta sẽ có cái R hiệu chỉnh là 0,45503. R hiệu chỉnh là 0,4503. R hiệu chỉnh nó giải định là có mô hình này giải thích được bao nhiêu phần trăm cái sự thay đổi của GFA trong các đối tượng nếu chúng ta chỉ dựa vào creatinine. Như vậy creatinine chỉ giải thích được cho 45% sự biến thiên của GFA. Như vậy thì mô hình này chưa được tốt. Tôi sẽ tìm cái mô hình nào để có cái cải thiện được cái R bình phương tốt hơn, associated R của tốt hơn. Thì như tôi đã nói, tôi sẽ phải xây dựng một phương thứ hai. Thì thay vì chúng ta sẽ, vì chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ quay trở lại cái hình này. Chúng ta biết rằng là cái phương trình đường của GFA theo creatinine thì nó theo dạng của hyperbole. Như vậy thì chúng ta không hồi quy của GFA theo creatinine nữa, mà chúng ta hồi quy của GFA theo nghịch đảo của creatinine hay là invert creatinine. Tôi sẽ cho cái mô hình nó ra đây. Và tôi sẽ đánh lại summary L22. Tôi thấy rằng R square adjusted là 0,6964. Như vậy thì cái R square adjusted nó tương đối tốt hơn so với cái R square lúc nãy. Và cái phương trình của chúng ta nó sẽ là phương trình chúng ta nếu chúng ta đọc ra thì chúng ta sẽ bằng là 0 trừ 0,8 cộng cho 0,75 chia cho creatinine. Nhưng phương trình này thì nó có cái 0,8 trừ 0,8. Thì cái hệ số này có thể chúng ta không thích, bởi vì phương trình này thì chúng ta chỉ muốn rằng là GFA bằng nghịch đảo creatinine mà thôi. Thì chúng ta muốn loại bỏ cái intercept, tức là loại bỏ hằng số, thì chúng ta viết cái công thức như sau. Và sau đó chúng ta đánh lại chữ summary L2. Thì tôi sẽ có cái adjusted R square là 0,8898. Và chúng ta sẽ có cái phương trình của chúng ta là chúng ta sẽ có GFA sẽ bằng là 74,7 chia cho creatinine. Như vậy thì GFA sẽ 74,7 chia creatinine. Bây giờ thì cái phương trình chúng ta có tốt hay chưa? Thì để biết được thì chúng ta vẽ ra bằng cái G-Splot. Chúng ta sẽ vẽ lại cái G-Splot của GFA và invert creatinine. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy được là cái phương trình này là tương đối tốt. Tuy nhiên chúng ta hay còn thấy rằng nó cũng chưa hoàn hảo lắm, bởi vì cái đường nó vẫn còn thể hiện sự đường cong. Và điểm thứ hai là có hiện tượng là heterogeneity, tức là cái sự sai số của các biến giá trị của biến y thì nó thay đổi tùy theo giá trị của x. Ở chỗ giá trị chạy của biến x thì sai số của biến y nhỏ, ở đoạn này thì sai số lớn. Và nếu chúng ta nhớ lại về lý thuyết thì trong trường hợp này chúng ta sẽ dùng phép biến đổi lốc để mà chúng ta vẽ được mô hình. Thì vì vậy chúng ta sẽ xem một trường hợp thứ hai là sẽ dùng lốc của GFA và theo lốc của creatinine. Chúng ta đã có cái lốc của trong trường hợp này chúng ta sẽ số liệu chúng ta đã có lốc của GFA rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra lốc của creatinine. Thì chúng ta sẽ đặt ra là GFA và lốc của creatinine thì sẽ bằng là lốc của như vậy thì nó sẽ có được cái phương trình, chúng ta sẽ có các số liệu như sau. Bây giờ thì chúng ta sẽ xây dựng một cái mô hình thứ ba. Thì trong đó đó là chúng ta sẽ có là lốc của GFA và theo lốc của creatinine. Và chúng ta summary của cái số liệu 3 này, của cái mô hình 3. Vậy như vậy thì phương trình chúng ta nó sẽ dạng là như vậy thì phương trình chúng ta nó sẽ có dịch dạng là GFA bằng ơ mũ của 426 và ơ mũ của 426543 trừ cho là 1,252 nhân với clock creatinine. Nếu chúng ta lấy mũ hai vế lên thì chúng ta sẽ có GFA bằng ơ mũ của 426543 nhân với ơ mũ của trừ 1,25278 nhân với log của creatinine. Và trong trường hợp này thì chúng ta lấy con số ơ mũ của 42568 sẽ bằng 1,2 và ơ mũ của cái hệ số này sẽ bằng creatinine nhân với mũ của trừ 1,25.
và chúng ta có thể xem được cái bản tổng kết ở dưới. Đã. Như vậy thì chúng ta sẽ có phương trình của GFA sẽ bằng 71,2 nhân với creatinine mũ trừ 1,5. Và với phương trình này thì chúng ta sẽ có cái adjusted R square là 0,8506. À. Như vậy thì chúng ta sẽ có adjusted của R square là 0,8506. Nó tốt hơn so với những cái hiệu chỉnh khác, và chúng ta sẽ tốt hơn là những cái con số R square khác mà chúng ta đã có được. À. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ thử làm tiếp tục, và là chúng ta sẽ hồi quy của GFA không chỉ theo clock creatinine mà chúng ta muốn theo giới, theo tuổi, theo cân nặng và theo chiều cao. Thì chúng ta sẽ làm lần lượt là chúng ta sẽ có hàm R4 và thì chúng ta sẽ có các cái biến tiếp theo, là chúng ta sẽ có cái các biến là giới tính, rồi tuổi, rồi chiều cao, rồi cân nặng. Cân nặng và chiều cao vân vân. Và chúng ta sẽ ra cái phương trình này, và tôi summary LM4. Thì phương trình này nó sẽ có một số biến số có ý nghĩa thống kê như là giới tính, như là tuổi và cân nặng, nhưng mà giới và chiều cao thì không có ý nghĩa thống kê. Tôi muốn biết rằng là thực sự rằng là trong những biến này thì chắc chắn có một biến nào phải loại bỏ trừ ra. Nhưng biến nào cần loại trừ ra? Có thể là tại vì chúng ta đưa cả hai biến, cho nên là biến giới tính và biến chiều cao không có thống kê. Nhưng nếu tôi loại ra một biến thì có thể có thống kê. Hiện tượng này nó gọi là hiện tượng đồng tuyến tính, hoặc là đa đồng tuyến tính, tức là multicollinearity. Và muốn một trong giải pháp đó là chúng ta sẽ hồi quy từng bước. Và hồi quy từng bước trong tập này thì chúng ta dùng cái mô hình, chúng ta sẽ dùng cái hàm là step, tức là hồi quy từng bước stepwise. Như vậy chúng ta sẽ xây dựng một cái mô hình, ví dụ cho mô hình là L step, và nó sẽ là hồi quy từng bước của cái mô hình 4, tức là loại bỏ mô hình 4 ra. Đó. Và sau đó đó thì tôi sẽ xem lại của L step. Tôi sẽ có cái kết quả. Tôi sẽ có kết quả là adjust L square là 0,9088, 0,9088. Là như vậy nó sẽ tốt hơn một chút so với cái mô hình mà tôi nhìn thấy ở trên, tức là mô hình LM4. Nhưng mà điểm quan trọng hơn, tức là trong phương trình này thì có tổng cộng là trong các biến số thì 4 biến số đều có ghi thống kê. Như vậy biến giới tính, biến tuổi có thống kê, chỉ có biến chiều cao bị loại ra thôi. Và như vậy thì cái phương trình này nó được viết theo cái định dạng ở đây. Giả sử chúng ta sẽ có cái phương trình ở đây. Phương trình này thì cũng tốt, tuy nhiên là chúng tôi lại muốn nó tốt hơn nữa, nghĩa là tôi lại muốn là bởi vì tôi hình dung là bên này là log của GFA, cho nên tôi muốn cho biến bên phía này nó là một biến của log của tuổi và log của chiều cao, thì tôi sẽ có phương trình cuối cùng. Như vậy thì tôi sẽ có phương trình là L5, và như vậy thì xuống trình mô hình 5 LM5 thì như vậy sẽ là hồi quy của, như vậy chúng tôi sẽ có giới đồng ý, chúng ta sẽ có lốc của tuổi và chúng ta không có chiều cao bởi vì không có thống kê, tôi sẽ lốc của cân nặng. Và tôi sẽ nhìn tóm tắt của cái mô hình số 5 LM5, tôi có kết quả như sau. Với phương trình này thì tôi sẽ có adjust R square là 0,9115, R square 915 là tốt nhất. Và từ phương trình này, nếu tôi lấy ơ mũ lên của hai vế thì tôi sẽ có ơ mũ của con số là 2,1867, và thì tôi sẽ có là 0,923. Như vậy thì 0,92 0, xin lỗi 8,92, và tôi lần lượt nhân với creatinine, nhân với creatinine mũ trừ 1,16, nhân với tuổi mũ trừ 0,39, và nhân với chiều cao cân nặng với mũ của 0,88, và sau đó thì nhân với 0,78, 0,78, tức là 0,78 nó chính là ơ mũ của con số này. Như vậy thì chúng ta sẽ là ơ 0,78, chúng ta sẽ có mũ số này. Như vậy cái phương trình cuối cùng của log GFA nó sẽ bằng được thể hiện ở trong cái phương trình ở dưới đây, và đây là phương trình tốt nhất.
Tóm lại thì chúng ta đã lần lượt qua những cái việc là chúng ta đã xây dựng được. Thứ nhất là chúng ta có thể vẽ được phân tán độ với ggplot để biết rằng phân tán độ có tuyến tính hay không. Và nếu nó hyperbole thì chúng ta phải đổi cái định dạng của cái mô hình hồi quy. Chúng ta phải kiểm tra có giá trị nằm ngoài hay không bằng cách là chúng ta vẽ cái ggplot xem những cái outlier. Chúng ta nhìn cũng bằng phân tán độ, chúng ta đánh giá được có hay không hiện tượng heterogeneity. Về mô hình thì chúng ta sẽ xây dựng là một cái mô hình bằng cái hàm. Thì trong đây chúng ta có thể dùng GLM, nhưng mà tốt hơn thì dùng LM, tức là Linear Model. Và sau đó thì trong đó mô tả biến phụ thuộc theo các biến độc lập, một hoặc nhiều biến độc lập, và chúng ta mô hình data. Và chúng ta xem kết quả mô hình bằng summary mô hình. Chúng ta cũng có thể biết được lý giải của mô hình. Để mà hồi quy từng bước thì chúng ta sẽ dùng cái hàm step vào. Và sau đó thì chúng ta sẽ kết quả của hàm step vào. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ coi sau đó thì chúng ta sẽ có thể xem được các cái đánh giá mô hình, và chúng ta biết rằng mô hình nào có adjusted F square tốt nhất, tức là cái phương trình đó các biến số độc lập giải thích nhiều nhất cho các sự biến thiên của biến phụ thuộc, thì phương trình đó là phương trình tốt. Đó là chấm dứt cái bài báo cáo ngày hôm nay.